bo mạch điều khiển của một chiếc máy hút mùi thương hiệu Bose các bạn ạ. Video này cho mọi người tham khảo một chút, chúng ta sẽ thấy là ứng dụng công nghệ ngày càng kinh kinh khủng luôn các bạn ạ. Có mấy bác cái gửi mình mang đến cho mình sửa cái này, bác bảo bác cái tới nhà khách bác tháo, nhưng mà bác không tháo hết được, bác chỉ tháo được thế này thôi với cái lỗi không lên nguồn. Thì khi tháo thì con này nổ tung này đó, nhớ lại mã này để thay, và kiểu gì cầu chì cũng sẽ cháy như là bị nhiễm sét đấy các bạn ạ, nhiễm sét hoặc là sốc điện áp cao cháy rồi các bạn ạ. Cầu chì 5A con vai to bảo vệ quá áp có mã là 10D431K nhá. Tóm lại là nó bị sốc áp, một là nhiễm sét, hai là lưới điện có sự cố dâng áp lên cao nên nó đã chập cái con va to bảo vệ quá áp này và nó nổ cầu chì, nó bảo vệ. Nhưng mà cái mạch này mình nghĩ là nó sẽ thiết kế, nó là dòng thương hiệu nổi tiếng mà, nên mình nghĩ là nó sẽ thiết kế rất chịu rất tốt, nên mình nghĩ là chỉ hỏng đến thế là cùng thôi. Video này cho chúng ta tham khảo về cái lõi của nó nhá và cái thiết kế của nó nhá, chúng ta sẽ thấy là công nghệ ngày càng tiên tiến luôn. Với cái hiểu biết của mình nhìn qua này nhá, thì con này chắc ngày xưa đã có thợ sửa nhá, đã thay cầu chì, đã thay con này, bởi vì nó hàn như này mình biết đó. Hôm nay này hỏng lại, thì hỏng này không phải do người trước sửa có vấn đề mà do có sự cố về điện áp nhiễm sét hoặc là điện áp dâng cao. Thì đây là hai dây AC vào, thì một dây nó sẽ đi tới đây và nó đi qua cái cầu chì sang bên này, sau đó nó được hai chân của vai to đây nên nó chập, nó sẽ lủ cầu chì đấy các bạn nhá. Rồi nó đi qua hệ thống lọc liếc, rồi những cái tụ lọc nhiễu chống sét các thứ vân 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 ấy, thì tới cái cầu chỉnh niu này. Cái cầu chỉnh niu này thì nó sẽ chỉnh niu ra nguồn DC và lọc trên con tụ rất là to này nhá. V 150 mi, do cái dung lượng tụ này nạp rất lớn, do đó nó phải có LTC giảm dòng nạp này nhá mọi người ạ. Thì nó sẽ có một cái năng lượng DC 300V tích trên con tụ này nhá, nó sẽ đưa tới cho chúng ta một khối nguồn này. Khối nguồn này chúng ta sẽ thấy này, đây là một nguồn xung cách ly đấy nhá, IC, đây cho mọi người tham khảo IC tên ICTLI276 nhá, GN nhá. Đó, IC đấy. IC này, biến áp xung này, diode chỉnh niu này, tạo ra một cái nguồn chắc là tầm khoảng 12V lọc trên hai con tụ song song này này, 16V 470mm nhá. Tại sao mình biết nó là 12V? Bởi vì là mình thấy có một vài con dơ le. Con dơ le của Panasonic này là cuộn hút nó là 12V nhá, nó có hai con dơ le này. Ô. Đúng rồi, cuộn hút nó là 12V các bạn ạ. Và đây là 5A ở 250V các bạn ạ. Dòng tiếp điểm chưa được mắc thôi. Và chúng ta sẽ nhìn qua khi cái máy quay mình đang nét, chúng ta sẽ nhìn đây là một con chip vi xử lý nha. Chip của ARM. Và chip này là chip có lập trình nha các bạn nhá. STM32F301 kìa. Là con chip lập trình đấy các bạn ạ. Có cả IC ROM nhớ này. Nó sẽ đưa ra, đây là con lái, driver lái nhá. Chúng ta sẽ thấy có 6 con này nhá, 6 con này thì thông số này này, nó giống nhau hết thôi. L60, chúng ta có hiểu luôn là đấy, 6A 600V, đấy, GP6LC60 này, chúng ta có hiểu là 6A 600V nhé. Thì 6 con này có tác dụng gì? Thì mỗi một con IC này nó sẽ đưa xung ra, nó sẽ lái hai con này mọi người ạ. Mục đích của cái này là nó sẽ biến cái năng lượng DC 300V tích trên con tụ này thành một cái điện áp 3 pha là UVV kép. Chúng ta sẽ thấy những cái quạt trần inverter đã có xuất hiện này. Rồi là bây giờ là chúng ta sẽ thấy máy hút mùi của Bose này họ cũng đã ứng dụng công nghệ biến tần inverter vào đây nhá. Tóm lại năng lượng DC 3 pha, năng lượng 300V đã chuyển thành một cái điện áp 3 pha là UVV kép với 6 con module này. Nha các bạn nhá. Thì mỗi một con IC này nó sẽ kích hai con, xung hai con các bạn ạ.
và nó sẽ có mạch bút sáp để tích tự trữ tụ để kích con móc phép mà chân thép của nó lơ lửng, mình gọi là như vậy các bạn ạ. Thì như vậy là đây là một cái bếp một cái máy hút mùi là hoàn toàn công nghệ khá là hiện đại nhé mọi người nhá. Motor của nó không phải motor theo cái kiểu là hạ khởi động bằng tụ chạy điện hạ AC 220 nữa, mà đây là điện motor 3 pha mọi người nhá, như biến tần, đây một cụm như biến tần đấy các bạn ạ. Quá ghê gớm các bạn ạ. Thì nhìn con dơ le này thì mình đoán là khi mà bật đưa lệnh ra để chạy cho hút mùi thì con dơ này đóng thì mới có nguồn dương 300V mới tới cái bộ cụm module này, 6 con này gọi là module nhé. Mình đoán đấy, con dơ này có tác dụng như vậy. Còi kêu này. Và cái nguồn được ra đây 12V này thì con IC này không thể chạy nguồn 12V được. Do đó chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ từ năng lượng 12V này nó đi qua mảnh book này. Quận L này, tụ SMD này, kết hợp IC dao động này, IC này nha, nó đổ phủ ẩm hết các bạn ạ. Để chống ẩm, chống côn trùng các thứ mà. Và nó sẽ được giao tiếp trên với bo điều khiển ở trên cái cam này. Mình thấy cái chân này có cái vết xước, còn cái chân này không có, chân này không có. Chân này thì họ đã thợ trước họ đã hàn. Chân này thì kết nối sang cái bo này. Chân này thì mình thấy là ra có ra chắc là ra motor. Chân này thì không sử dụng. Đó, chân nào có sử dụng thì chúng ta sẽ biết được nó như này này. Nó sẽ có vết cắm, nó có vết xước này. Đó, còn chân này không hề có xước. Chân này cũng có cái xước, ba cái xước này. Đó mọi người nhá. Ở đây cho mọi người tham khảo tên con IC driver nữa. Mạch nửa cầu nó chạy một con IC đấy. Nhưng trên này nó phải chạy 6 con để nó sẽ kích được bộ tạo ra UVV game này. L67 bao nhiêu đấy, mình mắt mình kém quá mình chả đọc được các bạn ạ. Còn cái bo con này nhá, nó cũng là một bo nguồn sung mọi người ạ. Mọi người sẽ nhìn đây này, điện áp vào là từ 220 đến 240 0.3 và điện áp ra là 42V 0.35A nhá. 42V 0.35A 14.7VA đấy, công suất nó ghi như thế mọi người nhá. Như vậy là đây một bộ nguồn xung, mình đoán nó sẽ tạo nguồn ra cho led bóng chiếu sáng, mình đoán bóng chiếu sáng nó là led mọi người nhá, mình đang đoán thế. Thì nó sẽ có điện áp 220 cấp cho nó đấy. Nó có 4 chân đưa sang này. Hai cái chân này này và khả năng hai cái chân này là hai chân tín hiệu điều khiển từ cụm này đưa lên đấy, mình thấy nó đưa lên trên này, nó như thế các bạn ạ. Điều khiển led đấy. Có thể nó sẽ điều khiển vào cái phần hồi tiếp hoặc cái phần IC gì đó, mục đích của nó sẽ này chúng ta sẽ PC87 này để nó sẽ thay đổi cái độ sáng tối thông qua phần mềm điều khiển đấy. Tóm lại là ông này ông cái quản lý hết tất cả mọi thứ. Ông này thì ông sẽ lên giao tiếp cho phần điều khiển, cho phím người sử dụng phím điều khiển các bạn ạ. Sau đó nó giao tiếp sang nhau để hoạt động. Thì đây đo thử xem có đúng là AC sẽ đi lên trong này nhá. Thì bên trên này chúng ta sẽ thấy này, nó cũng có cầu chì, nó cũng có LTC giả dòng nạp này. Và nó có cái cục này, cái cục này chính là cái cục này nha. Rồi ba con tụ 400V 12mm nha, để lọc nguồn DC đấy, 300V đấy các bạn ạ. Đấy, 400V này, 12 microfarad này. Còn con này thì là 50V, lọc nguồn ra, lọc 42V ra mà. 50V 220mm. Như vậy là chúng ta sẽ thấy công nghệ ngày càng thay đổi, đến cái máy hút mùi thôi mà cũng ứng dụng inverter biến tần. Ngày xưa thì nói về điều hòa inverter thì hơi xa xỉ, nhưng bây giờ thì quá thông dụng rồi các bạn ạ. Rồi đến quạt trần, rồi kể cả quạt cây bây giờ cũng công nghệ inverter đây nhé, công nghệ biến tần ở đây. Và bây giờ hôm nay là chúng ta sẽ gặp là trên máy hút mùi của thương hiệu Bose các bạn ạ. Thì đây này, mình sẽ đo thử xem nó có đúng là ra AC ở 2 dây này nhá, 2 dây ngoài cùng này. Thì đây 2 dây vào này, 1 dây này. Đó, nó ra đây đúng luôn. Còn dây này thì không thể ra đây được nữa rồi. Bởi vì tại sao, nó đã đứt qua cầu chì, nó phải đi qua cầu chì, nó sang bên này này. Nó sang đây nó mới ra các bạn ạ. Ồ, cũng chả sang á. Để mình đo lại nhá. 1 dây đây này. Chả thấy gì. Ngược lại thế nào. Nó thì chỉ có một cái ra chỉnh chỉ nó nửa chu kỳ à, không thể thế được.
Cái này thì đúng rồi nhá. Ờ, nó về không được kìa. Như vậy là tránh ngay nguồn ra đây là nguồn DC à? Các bạn, nguồn ra hai cái chân này này. Không, đây mà các bạn. Rồi, để mình nhìn qua xem có đúng không. AC ra đây là đi qua cái tiếp điểm dơ le này các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ xử lý cái chỗ này xong, bắt đầu mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo luôn nhé. Đằng nào mình cũng sẽ sửa nó mà. Các bạn chờ một chút nhé, mình xử lý nó xong đã. Thay Z là giờ bảo vệ quá áp, thay cầu chì thôi mà các bạn. Vì đo thử trên con tụ này không chập các bạn nhé. Đó, dương âm không chập. Và bọn móc phét này cũng không có con nào chập cả. D này, S này. Một con không chập này. Ngược lại thì kiểu gì nó cũng chập nhá. Nó cũng có diode nhá. Đó là bị nhiễm sét đầu vào đây mà. Các bạn ạ. Không chập đâu. Không chập gì cả. Đo ngược lại từ S sang D thì kiểu gì có diode nội. Đó nên cứ đo, cứ thay thử đã. Đây là con bị lổ này, 10D431K này. Và đây là con mình sẽ sắt thay cho nó này. Mình tháo từ một cái bong nguồn xung thôi nhá, 10D431. Thì cái đuôi 431 này ấy, thì là nó sẽ chập ở điện áp là 275V AC. Còn DC thì là điện áp DC là 350V nhá. Như vậy là điện áp 220 mà tăng lên là 275V ấy. Hai tăng lên 240, 250 không sao, nhưng tăng đến 275V thì nó sẽ chập nhá các bạn nhá. Hơi sớm các bạn ạ. Nhiều số nguồn xung nó chạy hay con 561 hoặc là 471 nhiều hơn. Nhưng nó cứ kệ thôi, thấy nó dùng như thế. Và cầu chì thì mình không có cái cầu chì như thế này. Mình dùng cái cầu chì ống 5A, mình lấy cái sợi dây đồng mình đưa nó vào rồi nhá. Như này không phải nhiễm sét, khả năng là do nhà họ dùng ổn áp chẳng hạn, điện có bị tăng giảm đột biến chẳng hạn, đạt đến ngưỡng nó lổ các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là mình cái người sửa trước ấy, họ cũng tôn trọng thiết kế nên họ cũng thay đúng con ZLR như này, con bảo vệ quá áp như này này, thì nó sẽ nhảy sớm nên an toàn. Chứ không chúng ta thay con chịu đến tận không phải 275V nữa mà đến tận 3 đến tận 300 đến 330 nó mới nhảy, nó mới chập, thì đôi khi lại chết sự thiết bị mạch điện của nó các bạn ạ. Chập ấy. Đó nhá, và mình sẽ đo này, đây là người trước họ hàn còn bong mất cái này rồi này, nhưng may vẫn còn ở dưới, để tính nữa mình xử lý xong mình sẽ dán keo 52 lại. Sau đó lấy rũa mài các bạn ạ, nhiều khi phải thế đấy. Thì đây này, chúng ta sẽ xem nhá. Mình đặt lên như này nhá, đây là 2 dây AC vào nhá. Đây là 2 dây AC vào thì nó sẽ ra 2 dây AC đây này. Thì vừa nãy mình đo từ đây sang đây nó thông này. Nhưng nó không về không được, bởi vì là cái dây AC này này nó sẽ đi đến con ZLR này. Đó. À con LTC này này, sau đó đi qua LTC nó lỗi thể trở của LTC thôi nhá. Đây này. Đó. Về không luôn nhá. Nhưng nếu mình đo ở đây thì nó qua lỗi trở của LTC là nó mất 5 ohm đấy các bạn ạ. Nên nó như thế nhá. Còn tiếp theo cái chân này nhá, nó sẽ phải đi đến đây là như đang không được nhá, bởi vì như này này, nó phải lệnh đóng con dơ le này mới được cấp nguồn ngoài kia mới chạy. Thì cái chân này đến đây thì đúng rồi nhá, nhưng cái chân này không đến đây được này. Bởi vì tại sao? Nó sẽ đi tới cái tiếp, đây là chân tiếp điểm nhá, còn đây là chân cuốn hút nhá. Đây là nó sẽ đi đến này. Đến cái chân này. Sau đó là khi có lệnh đây nó sẽ đóng dính từ đây sang đây ấy. Đấy các bạn nhá. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là từ đây sang đây là đi qua cái tiếp điểm này nhá mọi người ạ. Như vậy là khi bật chế độ sáng đèn hay cái gì đó thì mình không rõ, bởi mình không thể cả toàn bộ mà mình đang đoán là nó cấp cho đèn nét, đèn chiếu sáng thôi. Đó, hiểu rồi. Bây giờ test thử cái nhỉ, lấy dây điện test thử cái xem đo được nguồn ra các thứ không. Bỏng hết rồi, tí nữa phải dán keo 52 này, mình ghim điện nhá. Ghim qua bóng đèn thôi, cũng chả thử được đâu, chỉ xem nguồn nó ra được không thôi mà. Mình ghim điện này. Ở đây cho mọi người xem cái bóng đèn khi ghim điện là bắt đầu bóng đèn nó sẽ nhá sáng nhá.
bởi vì nó lạp cả con tụ rất to này mà. Đấy thì chỉ đo được cái nguồn ra mát toàn mạch thì khả năng là trên cái này nó là cái lớp to bự thì khả năng nó là âm rồi. Đấy ra được 13V chứ không phải là 12V các bạn nhá. Nó sẽ có một cái những cái mạch bút khác này, nó sẽ hạ thật thấp hơn này. Đấy ra 5V này. 13V vào, ra 5V. Còn cái mạch này ra bao nhiêu? Con này ra 3,3 nhá. Hai mạch bút từ 13V ra mức điện áp thấp hơn cho mạch vừa chạy các bạn ạ, cho cái con mở su này này. Cũng chả thử được, chỉ thử được mỗi thế thôi các bạn ạ. Như vậy là đầu sóng còn gió nó đã chập ok thì để nó bảo vệ phía sau nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ hiểu nôm na như vậy. Những chiếc những cái loại đắt tiền này thì là chế độ bảo vệ nó tốt lắm mọi người ạ, nên nó sẽ không hỏng sâu đâu. Chỉ có đồ đẻo ấy thì nó sẽ hỏng rất là sâu. Còn con này thì chưa dưa ne chưa đóng thì chắc không bị gì đâu mà mọi người nhé. Thôi qua video chúng ta lại tham khảo một cái ứng dụng mới, ứng dụng ngày nay thiết bị điện tử ngày càng thay đổi. Nó chỉ là cái hút mùi, nó chỉ là cái motor thôi, nhưng mà bây giờ đã ứng dụng công nghệ 3 pha UVV kép rồi. Nó sẽ ưu việt hơn, thiết kế phức tạp hơn, chi phí đắt đỏ hơn. Nhưng mà là nó có thay đổi được cái cấp độ tốc độ chạy, nhiều cấp độ chạy, kiểu như chúng ta sẽ điều khiển biến tần ấy các bạn ạ. Nó sẽ thay đổi cái độ rộng xung này, làm cho cái động cơ UVV kép này, cái điện áp UVV kép này thay đổi tần số ấy, thì làm cho cái động cơ nó sẽ quay nhanh quay chậm phụ thuộc vào cái tần số đấy là một các bạn nhé. Nó sẽ ưu việt hơn mà mọi người, và nó cũng sẽ tiết kiệm điện hơn đấy với cái công nghệ như này này, chứ không như theo kiểu khởi động bằng tụ rồi ba số tốc độ bằng cuộn dây các thứ ấy các bạn ạ. Thôi video kết thúc nhá, chào mọi người.